Chiều nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đáng chú ý là năm 2023, công tác thu ngân sách nhà nước vượt hơn 4% so với dự toán. Hoạt động quản lý điều hành chính sách tài khoá mở rộng, hiệu quả, kịp thời hỗ trợ cho nền kinh tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo hội nghị. Và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Năm 2023, dù bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới tiếp tục phức tạp, gây khó cho sự hồi phục kinh tế trong nước, nhưng nhờ sự chủ động trong điều hành, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước đến ngày 25 tháng 12 năm 2023 tăng 4,5% so với dự toán. Chi ngân sách nhà nước bằng 83,4% dự toán, đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí thực hiện cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 và các chính sách an sinh xã hội đã ban hành. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Bộ Tài chính tiếp tục trình các chính sách hỗ trợ nền kinh tế với quy mô khoảng 200.000 tỷ đồng. Có thể nói là trong công tác quản lý, điều hành cái chính sách tài khoá mở rộng và hiệu quả, chúng ta đã tăng chi ngân sách và chúng ta đã thực hiện các cái giải pháp để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp thông qua chính sách giảm thuế, giảm phí và gói cổ giảm tiền thuế đất, v.v. Và như vậy gói chúng ta giảm khoảng độ 200.000 tỷ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chúng ta cũng đã thu được 1.700.000 tỷ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính trong thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Tôi đề nghị là ngành tài chính cũng như các cái bộ ngành ở đây cũng như các cái địa phương các ông chỉ tham gia ý kiến để mà tham mưu cho Chính phủ cũng như là Thủ tướng Chính phủ những cái giải pháp cụ thể trong cái triển khai thực hiện cái nghị quyết của Quốc hội và cái nghị quyết của Trung ương 8 vừa rồi để đảm bảo được thực hiện được các cái nhiệm vụ, các cái mục tiêu, các cái giải pháp đã đề ra. Tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách tài chính ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xây dựng cái chính phủ số, phấn đấu hoàn thành các cái đề án, cái văn bản pháp quy được giao theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội, chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung các luật quan trọng về thuế và các giải pháp chính sách thuế, phí, lệ phí, phù với tình hình thực tế để tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.